Hello, mình là Hùng Kaiju 1m2. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử một máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn. Đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa điều và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai. Cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nha. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại trên channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến một video nữa về Free Fire. Như vậy là game Free Fire chúng ta đã cập nhật cái khinh khí cầu nó cũng được khoảng 1.5 năm rồi. Một quãng thời gian rất là dài mà cảm tưởng mới chỉ như kiểu là ngày hôm qua thôi các bạn ạ. Từ những cái ngày mà mình đã bắt đầu làm những cái video về tử chiến, xong rồi bóc bóc lác các thứ, vèo một cái đã là 1.5 năm rồi. Nhanh như một cái nhanh, thời gian chơi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy các bạn ạ. Chúng ta đã ở bên nhau đến có khi là cả 2 năm trời rồi. Có nhiều bạn xem mình chắc có khi còn phải 3 năm rồi đúng không? Thì chúng ta ở với nhau rất là lâu và thời gian nó đã trôi đi rất là nhiều, nó có rất nhiều thứ thay đổi và bây giờ game Free Fire nó không còn gọi là được hay và cũng không còn được cuốn hút như của ngày xưa nữa, tại vì là cái gì nó rồi nó chơi nhiều nó cũng chán mà, và cái gì nó cũng khác mà đúng không các bạn? Thì mình đã tự dưng mình kiểu mình nhớ lại về cái video ngày xưa nên mình đã quyết định làm một quả thử thách ngày hôm nay, đó là quả thử thách chỉ nhặt đồ trong khinh khí cầu top 1 các bạn nhá. Nhưng mà việc đầu tiên là mình muốn nói với các bạn đó là cái khinh khí cầu ấy thì vừa mới vào game một cái nó sẽ không hiện ra ngay. Đấy, bây giờ nó mới hiện ra cái khinh khí cầu kìa. Chứ bây giờ nó chưa thả đồ ngay và bây giờ khinh khí cầu mới bắt đầu bay để nó thả đồ. Chính vì vậy cho nên là mình sẽ đi bắn nhau trước các bạn nhá. Và sau khi kể từ lúc mà mình nhặt được những cái món đồ đầu tiên ở khinh khí cầu thì mình sẽ gọi là chỉ dùng đồ khinh khí cầu top 1 thôi, chứ không dùng đồ ở bên ngoài nữa các bạn nhá. Úi trời ơi, rồi tự đừng có cái giáp. À, có một cái vấn đề mình muốn nói với các bạn, đó là cái khinh khí cầu ấy nó éo có giáp với mũ đâu các bạn à. Nên là nếu như được thì các bạn cho mình dùng gọi là cái quả giáp với cái mũ mà mình đang gọi là mặc này các bạn nhá. Còn lại là lát nữa thì kể từ cái lúc mà mình nhặt được cái đồ ở trong khinh khí cầu thì mình sẽ vứt hết mấy cái đồ cũ này ra, kể cả máu rồi đạn đấy các thứ luôn. Tất nhiên là chúng ta sẽ không có phụ kiện súng rồi, chúng ta sẽ chơi súng không phụ kiện luôn, top 1 cho nó khó khăn các bạn ạ. Nhìn thế này thôi các bạn tưởng nó dễ thôi chứ khó lắm các bạn ạ. Tại mình đang chơi ở rank kim cương 3, kim cương 4. Rồi ok, mình quyết định mình vứt luôn vậy. Mình đang chơi ở rank kim cương 3, kim cương 4 cho nên là thật sự là tụi nó bắn rất là hay, cho nên là bắn nó rất là khoai luôn các bạn. Thôi mình quyết định lại rồi các bạn ạ. Để chơi cho đúng kèo thì mình bỏ hết đi, mình chỉ lấy một cái giáp thôi các bạn nhá. Bởi vì là cái giáp này là từ hiệu thợ săn ra thôi, cho Hùng xài ké cái đi cho đỡ nhột, chứ không tự dưng nó bắn vào người vài viên có khi chết rồi thì khó chơi lắm các bạn ạ. Bảo em mà không dùng giáp mũ chơi game này để win khó cực. Ôi ôi, hello anh, chào em. Ôi trời ơi, chúa phù em nha. Rồi không sao không sao, ok, chúa phù em, chúa phù em, nó ngần chúa phù em. Quá nó đi đặt chỗ này lúc khi cầu sợ vãi đồi các bạn. Cái tự dưng gặp thằng địch ở đây không có đồ để chống trả là mình sẽ nhặt tạm đồ đây để mình bắn chống trả cái các bạn nhá. Kể từ lúc mình nhặt được những cái đồ đầu tiên ở khi cầu thì mình mới dùng đồ khi cầu thôi, chứ bây giờ bảo mà vào map cái mà đòi chỉ nhặt nguyên đồ khi cầu top 1 thì ôi đây 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 đây, tôi thấy có hẳn một đứa chạy ở trên cầu kìa. Tôi bảo rồi, người mù mà thấy thì phản cảm lắm các bạn ạ. Ôi có nhẹ nhàng một cái quả mũ 2 thôi, mình cứ mặc tạm cái các bạn, lỡ đâu tự dưng nó kéo cái vỡ đầu thì sao. À, thằng kia nó đi đâu rồi ấy, chắc là kia nó ngồi nó ke các bạn, nó ke xem là có thằng nào chạy ra nhặt đủ khinh khí cầu không nào. Bạn chạy ra bạn nhặt đồ đi, bạn chạy ra lút đồ đi để mình bắn bạn. Kìa, ủa thằng này chạy đâu ta, ủa thằng này đi ra ngoài để bơi à. Ôi vai nồi ạ, cuộc sống mà không nhất thiết là phải khổ sở thế không, nóng quá ra bể bơi trên thành phố bơi chứ việc gì phải ra biển ở ngoài trong game để bơi ảo ma Canada thế bạn. Trời ơi, tự nhiên đi bơi làm gì đây. Trời ơi, sau lưng nó đeo cái chảo các bạn, sau lưng đeo cái chảo nhưng mà chảo chặt đạn kinh thế. Rồi ok nha các bạn nha, mình mượn ké súng của map gọi là mình mượn ké súng của con hàng ở trong khu vực làng Bim Nam để mình gọi là bắn tụi nó tí thôi, xong rồi là mình xin phép là mình tháo ra đấy. Trời ơi, keo kiếp các thứ luôn, có máu luôn, ngon mút chùn chùn này các bạn. Dẫu gì thì một cái mặt nạ nó chả đóng góp gì nhiều, mình hồi cho đầy máu các bạn nhá. Mình ăn nấm thì nó cũng được từng đấy máu thôi mà, nó chả giải quyết vấn đề gì cả, hồi 5 máu đi cho nhìn nó đỡ ngứa mắt thế. Đấy các bạn ạ, cuộc đời phong bạt bốn bể là nhà, gầm cầu cũng là nhà nốt. Bây giờ khi đi cầu cứ đi đâu thì em gieo mình vào đấy thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Phải nhặt hết tất cả mấy cái đồ ở các khi cầu thì mình mới có đồ để chơi đến bao cuối các bạn. Chứ bây giờ mình chơi không lúc đồ từ xác của địch, với tình hình mà đạn dược nó nghèo nàn, nó thiếu thốn như này, có mỗi cái mũ 2 thôi thì là mình lút từ bên ngoài thôi các bạn nhá. Còn lại là cái giáp thì là mình lút từ hiệu thợ săn, còn tất cả những đồ khác là mình chỉ lút từ khi khí cầu ra mà chơi nhá. Tức là mình sẽ không có mua keo, mình không có mua một cái gì hết, là mình tất nhiên là mình cũng đạn, mình cũng gọi là số lượng rất là giới hạn, là mình chỉ lút được từ những khi khí cầu ra thôi. Đấy ok thôi, chắc là xài khẩu AK các bạn ạ. Còn khẩu K98 mà không có tự ngắm này, trông nghe chừng thì nó cũng toang lắm.
Nhưng mà cứ lúc tạm cái đạn súng không à súng tỉa này vào lỡ đâu lát nữa tự dưng lại có đứa nó cầm khẩu AWM xong rồi. Ơi, rồi. Thôi anh ơi, thôi anh xuống xe đi bạn ơi. Bạn ơi xuống xe đi, người mù người ta thấy thì phản cảm lắm bạn. Rồi, chúa phù hộ em luôn, chúa phù hộ em. Ô, tôi nghe tiếng chân. Tôi nghe tiếng chân. Hello, mình chào bạn. Nhảy ra đi. Ok kìa. Ai chơi ke đấy? Mày này, mày tính cắn trộm tà mày. Mày tính cắn trộm tà mày, một tình huống đảo cực kỳ tinh tế đánh lừa thị giác. Ôi rồi, vãi cả nồi ạ. Khẩu MP tôi đã gần hết đạn nên tôi phải dùng khẩu AK. Ai rồi, định mệnh là nó vãi cả nồi ạ. Em đã ít đồ, em đã ít đạn rồi thì chớ. Nó lại còn lắm khứa nữa chứ. Thôi mình nghĩ chắc là lên xe mình vòng qua tí xem nó còn đứng ở đây không. Chứ nó không đứng ở đây là chắc là thôi mình đi các bạn ạ. Đi lút tiếp khi cầu chứ không đồ khi cầu từ đó mà lút mất, mình không được lút đồ từ sắt từ nó ra. Các bạn tưởng tượng nha, rồi ok thằng này nó bên phải, các bạn là thôi kệ đi mình lút đồ đi. Các bạn tưởng tượng nha, về đồ khi cầu nó rơi ra thì mình được quyền nhặt. Chứ thằng địch nó nhặt vào người nó rồi thì mình lại được coi là đồ lút đồ từ thùng xác rồi. Nên là nó lại không được lút, mà bây giờ mình sắp hết đạn là mình phải lút thêm đạn. Đây rồi, may quá vẫn bắt kịp được thời đại, em vẫn chưa lỗi thời. Ôi may quá có đạn rồi các bạn ạ. Đùa chứ nhìn thấy máu với đạn tôi là lòng nó gọi là lại vui phơi phới ngay mà. Mình lướt qua đời nhau để lại thương đau bò ở bên ngoài kia, nhưng em vẫn phải phi thân ra đây để có thể lút được đồ từ cái đậu móa nhà nó. Thằng bỏ mẹ nó bắt đau vậy mày. Trời ơi, giờ tôi mới nhặt trần ra một điều, tôi méo được lút thính à, lộn nhầm, tôi méo được lút đồ từ giáp thì tôi lấy đâu ra đồ để sửa giáp bây giờ. Và tôi đang tính thì là lấy lút lấy một cái đồ đấy kiểu tăng giáp các thứ, nhưng tôi đéo lút được phải không ạ. Vâng, tôi chạy mất cả thanh xuân rồi, tôi chả lút được một cái tăng giáp nào cả, nên là thôi chắc tôi cũng chấp nhận số phận là dùng giác nát thôi. Rồi, tôi đi ăn nấm tí để lấy EP để còn hồi kỹ năng của A124 các bạn ạ. Rồi, về câu hỏi ở trong mini game ở trong video ngày hôm qua thì mình có đố các bạn một câu nó khá là hack não khiến cho rất là nhiều bạn trả lời sai. Phần lớn các bạn đều trả lời là 10% thì đều là đáp án sai các bạn nhá. Câu hỏi của mình đó là đố các bạn biết là nhân vật Hayato MacGyver khi mà có gọi là tăng tỷ lệ xuyên giáp lên theo dựa trên số máu đã mất ý, thì có thể tăng lên tối đa được là bao nhiêu phần trăm xuyên giáp? Thì câu trả lời đúng của chúng ta là 90% nha các bạn nhá. Rồi tôi đi lút đốt cái hòm này, có vẻ là hòm cuối cùng mà tôi có thể lút được rồi. Rồi đáp án chúng ta là 90% là bởi vì sao? Bởi vì nếu như các bạn mà phân tích ra thì Hayato ở cấp độ tối đa sẽ là tăng 10% xuyên giáp dựa trên 10% máu đã mất. Thì nếu như mà Hayato mất đi cho mình đó là 100% máu thì sẽ được 100% xuyên giáp đúng không? Tuy nhiên thì nếu như các bạn mà mất 100% máu tức là các bạn chết mẹ rồi. Vậy cho nên là nếu như mà xuyên giáp của Hayato đạt được tối đa thì chỉ là khi Hayato mất đi 9% máu thôi. Thì đó là khi mà Hayato sẽ xuyên giáp được 90% và đó cũng là tỷ lệ xuyên giáp cao nhất mà Hayato có thể đạt được các bạn nhá. Ok. Có một số bạn lại trả lời là 99%, 99,5% thì đều là sai. Tại vì là cái tỷ lệ xuyên giáp của Hayato nó không cộng số lẻ mà nó chỉ cộng chẵn là cứ 10%, mỗi 10% máu đã mất thôi. Cho nên là chúng ta chỉ có là con số 90% là con số cao nhất rồi các bạn nhá. Và đó cũng chính là đáp án câu hỏi ngày hôm nay luôn. Thì đây là tên của 5 bạn đã may mắn trả lời đúng và mỗi bạn sẽ nhận được đó là 230 kim cương. Lần này thì cũng không hẳn là may mắn lắm mà đơn giản là tại các bạn biết thôi. Bởi vì là phần lớn các bạn thì đều trả lời là sai là 10%. Cho nên là chúng ta chỉ có được rất là ít bạn trả lời đúng thôi. Với cả nhân tiện là thằng bảo vệ này trông có vẻ bắn hay lắm các bạn ạ. Xong rồi lại còn trông kiểu bén, có vẻ thằng này có cono các thứ. Mẹ bắn thằng này không biết ăn có nổi không. Rồi còn bà 79 nữa. Ok nhất bạn, bạn 10 điểm rồi. Bạn số 1 chỉ có bạn thôi. 10 điểm nha bạn nhá. Nhất bạn rồi. Rồi tôi đảo còn qua thằng này, còn thằng kia thì nó lại vòng ngang sau đó móc tôi. Ôi giời ơi, bạn cứ móc đi, mình chạy đi bo đây. Vâng, tạm biệt bạn nhá. Vâng, cụ đi chân lạnh toát, chúa phù hộ em. Nào thằng bảo vệ đây mới tính móc ta mày. Rồi thì chúng ta cùng kết cái gọi là mini game ở video ngày hôm qua ở đây nhá các bạn nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với câu đố của video ngày hôm nay. Câu đố của ngày hôm nay thì cũng là một câu đố về nhân vật thôi, nhưng nó không phải là hack não như hôm qua nữa. Hôm qua thì câu đố đấy thực ra nó chả hack não đâu, nhưng mà có nhiều bạn hầu như mình nghĩ chắc là các bạn hiểu sai ý của mình. Với cả là một số các dân chơi chắc là copy đáp án người ta, nên là người ta sai thì mình cũng combo sai theo cho nó bằng bạn bằng bè nó mới sướng được ấy. Nên là nó cũng không có sự gì bất ngờ lắm khi mà các bạn sai nhiều như thế. Thì nay chúng ta sẽ có một câu đố, đó là đố các bạn biết nếu như trong tình trạng các bạn đang còn 10 máu và có 200 EP, tức là các bạn đang còn 10 HP và 200 EP nhá, thì nếu như các bạn mà dùng nhân vật A124 và nhân vật gọi là K, thì đố các bạn biết ở tại hai nhân vật đều ở cấp độ cuối cùng nhá, thì đố các bạn biết là nhân vật nào sẽ là nhân vật giúp các bạn hồi đầy máu trước nhá. Các bạn trả lời đáp án kèm theo đó là ID và 5 bạn trả lời đúng và may mắn nhất mỗi bạn sẽ nhận được đó là 230 kim cương và là lên TV trong video tiếp theo nhá. Mình xin nhắc lại nha, đố các bạn biết về các bạn đang còn 10 máu và 200 EP, thì nếu như các bạn cầm A124 và K
nhân vật nào sẽ là nhân vật giúp các bạn hồi đầy máu trước nha. K thì chuyển EP thành máu, còn đâu là A124 cũng vậy, nhưng mà K thì chuyển liên tục, còn A124 thì có thời gian hồi. Đó cũng chính là cái sự khác biệt ở trong câu hỏi của video ngày hôm nay các bạn nhá. Thực ra thì câu hỏi này nó không khó đâu, nó khá là dễ luôn. Ôi, tôi sắp sửa hết đạn AK à, các bạn ạ. Thôi tôi cứ tiên bắn AK trước, xíu nữa tôi bắn khẩu UMP sau. Tại vì đạn UMP nó xài được rất nhiều những cái trường hợp kiểu bắn xa bắn gần đều ok hết, chứ đạn AK chỉ bắn được xa thôi các bạn. Với lại nhân tiện là éo có phụ kiện thì khẩu AK nó phế lắm, không có phụ kiện khẩu UMP bắn rất là bén bén một tí. Ôi trời ơi, ngon liền. Rồi bây giờ chỉ còn một màn solo 1-1, tôi không biết là tôi ăn được không đây. Trời ơi, cái giáp thì gần hỏng rồi, đâu có giáp nhặt tăng giáp đâu, còn súng thì không có phụ kiện, cũng gần hết đạn luôn. Còn đường cuối cùng éo hết đâu rồi, bao thu bé tí này mà chả thấy khứa đâu cả, thì tôi khẳng định với các bạn luôn, nó ngồi ở trên cái nhà biệt thự kia rồi các bạn. Rồi đúng rồi, nó ở trên tầng rồi các bạn ạ. À, thôi chắc tôi ngồi đây đợi anh nhảy xuống thì thôi, gọi là tôi tiễn anh về trời thôi. Rồi thì nếu như bạn nào yêu quý cho mình xin một like và đăng ký các bạn nhá. Và nếu như bạn nào mà muốn xem livestream của mình vào các hàng ngày, ở livestream của mình sẽ có tặng thẻ tuần, hoặc là kiểu như là những cái sự kiện nạp kim cương thì sẽ có tặng những cái món đồ từ những cái sự kiện nạp kim cương, như gọi là ba lô hay là bông keo các thứ, thì tùy theo cái sự kiện các bạn nhá. Các bạn để theo dõi các cái buổi livestream của mình vào tầm khoảng là 4:30 chiều mỗi ngày. Ngày nào mình cũng like thôi, trừ những ngày mà mình bùng ra. Thì bạn nào mà xem thì có thể gọi là xem ở tại trên kênh Hùng Akira Mobile này, hoặc là kênh Buya có ID là 89164619, hoặc các bạn lên Buya các bạn tìm đó là tên Hùng Akira sẽ ra kênh của mình các bạn nhá. Đấy là thời gian live của mình, chỉ còn vào 4:30 chiều hôm nay chẳng hạn này. Còn ok, về chắc là video của mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Như vậy là thử thách mình gọi là lúc đầu khi cầu top 1 thì mình đã làm được rồi. Nói chung là cũng khá là dễ, nếu như không có cái giáp chắc tôi chết mẹ rồi.